Hello, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình. Thì giữa cái thời điểm mà Tỉnh Thất Bồng Lai được bị Nguyễn Xuyên tố cáo đây là cơ sở tôn giáo trái pháp luật, giả sư để trục lợi, thì anh bất ngờ im lặng và không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào. Từ cái lúc mà như trước Tết vài ngày đến ngày hôm nay thì vẫn chưa đưa thêm được cái bằng chứng mới nào về cái chuyện này cả. Và chúng ta tưởng chừng như câu chuyện này sẽ không đi đến hồi kết khi nhiều người vẫn thấy là cơ sở này vẫn còn hoạt động bình thường. Phần thi Năm Chú Tiểu thì vẫn được chiếu trên Thách Thức Danh Hài, cho dù họ đã bị ném đá khá là nhiều. Tuy nhiên thì sau một khoảng thời gian im ắng đó thì Nguyễn Xuyên đã trở lại với series Bóc Phốt Tỉnh Thất Bồng Lai, đã được dư luận theo dõi rất là nhiều. Và được biết là trong cái thời gian này anh đã tích cực thu gom tất cả những cái bằng chứng, tất cả những cái tài liệu, và anh hiện tại anh cũng không muốn chia sẻ lên trên cá nhân cũng như là trang YouTube của mình. Tuy nhiên thì nhiều, quá là nhiều fan đã hỏi anh rằng là cái chuyện Tỉnh Thất Bồng Lai như thế nào rồi, cái chuyện đó nó có bị quên lãng hay là không, hay là sao, thì tại sao là thấy không gì xảy ra, rất là im ắng từ gần trước Tết tới bây giờ, không thấy gì xảy ra cả và không có tin tức gì mới cả. Thì rất nhiều bạn cũng có chung một câu hỏi đối với mình, tại sao là không có tin tức của Tỉnh Thất Bồng Lai nữa, vì thật sự là không đăng tin tức Tỉnh Thất Bồng Lai nữa. Đó là tại sao không đăng những tin tức về Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ nữa, thì thật sự là lúc này nó cũng không có tin gì mới. Dầm dầm thì cũng như nói tin thôi, chưa chi tiết nào mới. Thì hiện tại thì như anh Xuyên chia sẻ là tầm khoảng là tuần sau thì chúng ta sẽ có rất là nhiều tin liên quan đến Tỉnh Thất Bồng Lai, liên quan đến Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ này, để chúng ta có thể xem và chúng ta sẽ được thấy là chính quyền họ sẽ giải quyết cái chuyện này như thế nào. Và trên trang cá nhân của anh Xuyên cũng chia sẻ là tuần sau thì các quan chức an sẽ chính thức vào cuộc, và đồng thời sẽ dự đoán cái thời gian mà gọi là u ám nhất của bên Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ là tầm khoảng là tuần sau. Anh Xuyên đã chia sẻ trên cái status của mình như thế này: những tài liệu tôi đi thu thập điều tra, tôi đã bổ sung và cung cấp toàn bộ cho các cơ quan bảo vệ pháp luật. Dĩ nhiên là trong suốt quá trình đó tôi làm rất là âm thầm và lặng lẽ, không có livestream, đăng Facebook khoe khoang, càng không tích tự đề cao bản thân của mình. Giấy khai sinh của từng đứa như là Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên, Quyền Trang, Kỳ Duyên, tôi có tất cả trong tay. Mở mồm nhận là mình mồ côi hay bị bỏ rơi, tiếp xem. Và như các bạn cũng đã thấy là giữa cái thời điểm mà bị khán giả rồi tẩy chay cái Thách Thức Danh Hài rất là nhiều, thì phần thi của Năm Chú Tiểu vẫn được phát sóng bình thường và ẩm trọn 150 triệu. Chỉ là nó cắt bớt nhiều cái phần mà than kể nghề cái khổ cũng như là cái cảnh mồ côi này nọ, thì đã bị cắt hết cho nó phù hợp với tình hiện tại. Và hiện tại thì khá là nhiều bằng chứng cho thấy nhóm người ở Tỉnh Thất Bồng Lai hay là Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ này có cùng huyết thống với nhau, và thầy chủ trì Thích Tâm Đức cũng bị khơi lại quá khứ không tốt đẹp khi mà sống chung với bảy bà vợ và lập cơ sở từ thiện ma để ăn chặn. Thì những cái này thì mình, như các bạn đã biết, là nghe khá là nhiều bằng chứng rồi. Tuy nhiên thì cái quan chức năng vẫn chưa chính thức xác nhận những cái điều này, hình như là chỉ mới xác nhận cái phần mà gọi là giả sư đó, là xác nhận chính thức khi mà ở đây đã cố tình làm và hoạt động theo cái kiểu mà giống đến 99% là những người tu chính thống, trong khi thì miệng thì luôn nói là mình là người nhà tu tại gia, nhưng mà làm những cái chuyện nó rất giống với chính thống, chúng ta rất là dễ lẫn lộn. Và cái điều này đã được các cơ quan chính quyền cũng như là các bên Phật giáo Việt Nam đã nhắc nhở rất là nhiều lần. Tuy nhiên thì bên này vẫn là cố chấp, vẫn làm theo ý mình. Và gần đây hơn nữa là cái series Phật truyền giáo của bên Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ là kêu mấy bé diễn Phật Thích Ca, thì cái này đã gây tranh cãi một lần nữa rất là nhiều luôn. Thứ nhất là cái chuyện mà truyền cái tư tưởng ở trong cái video thì nó đã sai rồi, nó là không có đúng, và nhiều người nhận định là nó rất là xúc phạm bên Phật giáo Việt Nam. Và những người được chọn để là vào những cái vai như Thích Ca, như Phật á, thì phải được huấn luyện và họ được tập huấn rất là nhiều, chứ không phải là khơi khơi muốn diễn là diễn. Và hơn nữa là trong video có rất là nhiều điểm nó sai trái với Phật giáo truyền thống mà rất là đáng để lên án. Và cái phó tiếp theo của những video dạng như thế này đó là lợi dụng hình ảnh của trẻ em để truyền giáo không đúng. Và cái này khi mà đã ra phần 1 của Phật truyền giáo á, thì có rất là nhiều dư luận phản đối về cái chuyện này. Tuy nhiên thì bên Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ vẫn phớt lờ những cái chuyện này và tiếp tục ra tiếp phần 2 video này. Thì cái này đã gây một cái luồng dư luận rất là lớn về cái chuyện cho trẻ em đóng Phật Thích Ca như vậy và làm theo cái thuyết của Diệp Phật Thích Ca nó trở thành một câu chuyện cười. Thì đây là một cái điều mà hết sức là đáng trách bên Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ thì không hề lắng nghe cũng như là tôn trọng cái hình ảnh của Phật giáo Việt Nam. Và như mình đã nói lúc nãy thì hiện tại thì tầm khoảng là trong tuần sau thì các bạn sẽ báo chí và
một số bên chính quyền sẽ vào cuộc và chúng ta sẽ có tiếp những cái tin mới về tình thức về thiền em bên vũ trụ này. Rồi còn hiện tại thì thông tin chỉ có bao nhiêu đó thôi. Nếu có thông tin gì mới mình sẽ tiếp tục cập nhật cho các bạn xem trong video tới. Và video này kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video khác.